Mình làng bên có một cô bộ đội, cô gái rất trẻ, vợ của ông đội. Ông đội đi chiến đấu ở biên ải, ở nhà tôi đến tôi ve bộ đội, và bộ đội đồng ý lấy tôi, nhưng mà báo tôi là phải trở về nhà để tức là bỏ một bà xã đi thì bộ đội mới đồng ý lấy tôi. Bây giờ tôi về tôi tìm cách để mà tôi buộc tội bộ xã của tôi và tôi bỏ cho được để mà tôi lấy bộ đội. Bộ xã đâu? Dạ. Bộ xã đâu ra đây tôi bỏ. Dạ. Này bộ xã, ở nhà sao không răng con dạy tớ, đưa lên cái nước đưa nhỏ quét nhà, bộ cứ dở nhơ quần áo ra bộ lên xuống, ta nói cho bộ biết dù cho xã út hương chồng có thôn có mấy cũng lộc chồng mà thôn. Mụ bỏ qua ngày quái ngày đông, con cá con đánh vẫy con tôm không lột đầu. Mụ chỉ lo trang điểm phân tô nhõng nha nhõng nhảnh như cái đồ lầu xanh, hèn chi tiếng hạ mới nói thành vợ ông xã bảy như con tinh đầu đều. Sữa dày thiên hạ hóa đồn đeo, sao mụ không chết quách cho ta giặt heo, ta ăn mừng sống ở chi đây cho nó xấu hổ quá chừng hay dày. Lúc trước ta không ưng mụ làm gì, phen này ta quyết để mụ đi giáp đâu. Dạ. Ra đem mượn cái tên cho tao. Ok. Này ông xã, tôi nói cho ông biết, ông muốn để tôi, ông muốn để tôi chứ phải không? Ông để tôi thì tôi phải nói cho ông những điều kiện này. Ông để tôi thì nhà ông chia dọc thấp lại chia ngang, đũa con, đũa bếp, dừng sàn cũng chia, đổ mây kéo vạch nồng nia chén dĩa tổ bát cũng chia tức thờ. Ông bỏ tôi thì ông phải đi mời cho con người đứng chứng tôi thờ mới nghe. Nào là vò áo chung hè, những âu, những tạp hoài hè cũng chia ngay ở nhà dưới còn một cái cối xay. Ông thức trên này tôi thân dưới cũng chia ngay cho đồng phần. Tôi đây không lũy không cần, thà tôi về chứ làm ăn cây cày ở chi đây chứ nó khổ sở quá tay. Nay ông hành mai ông hạ cả ngày lẫn đêm, thân tôi thất thể con chim trích đôi lẻ bông đi tìm, đi tìm người thương. Ông bỏ tôi cho nó đánh chân tay, phen này khuất mặt không ai dạy ai la. Còn bao tiền bạc trong nhà, của thì chồng, công thì vợ cũng chia ra cho đồng phần, chia ra cho đồng đều. Thôi thôi đừng có nói nhiều, đừng có nói nhiều cú liếm rửa queo, ta cũng liều tao cho. Nào là nhà cửa châu bò ruộng vườn tiền bạc tao cũng giao cho toàn, muốn hoàn toàn giao đâu. Đi đi sang thì muốn mua đội đi.